Dạ, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tâm Phát TV. Em xin chúc cho tất cả quý cô bác anh chị gần xa được ăn một cái mùa Noel thật là vui vẻ, hạnh phúc và cái Tết Tây nồng ấm bên người thân và gia đình. Rồi, tới công chuyện nữa cả nhà. Thì cái video ngày hôm nay, em cũng rất mong cả nhà mình xem cái video, đừng có tua nhanh cái video giùm em, để mà chúng ta tránh đi cái sự hiểu lầm, hiểu sai và hiểu nhầm về cái nội dung mà em muốn truyền tải trong ngày hôm nay. Rồi, xuân này con không về, xuân này cái chị trợ lý Kim Si Ho cũng không về luôn rồi cả nhà ơi. Một số thông tin mà em nắm bắt được mấy ngày hôm nay trên mạng chia sẻ nhiều lắm cả nhà. Thì có một số thông tin như vậy em muốn gửi đến cả nhà vô liền. Hiện tại bây giờ, tất cả những cái hồ sơ, chứng cứ gần như là đầy đủ rồi cả nhà. Đó, đầy đủ để chi? Để gửi lên mấy cái anh mà áo xanh xanh, mà xanh lá cây đó. Đó, làm việc, mà làm việc với ai thì xin thưa với cả nhà, làm việc với cái chị mà trợ lý Kim Si Ho. Cái chuyện này chúng ta cũng đã thừa biết mấy lần trước rồi. Có bao giờ ở trên đời này cái người trợ lý ô xin mà đi thưa cái người chủ chưa? Thưa về cái vấn đề, cái lý do là lấy cái cớ gì mà đuổi cái người ô xin nó đi ra khỏi nhà. Cả nhà nghe thử coi có vô lý không? Rồi bây giờ một số thông tin cho biết là tất tần tật đã chuẩn bị xong gần như là 99%. Bây giờ chỉ chờ tới cái ngày bế và hốt, tạm giữ và tạm giam. Cả nhà cảm thấy vui chưa? Tại sao mà mỗi khi chúng ta chỉ nghe là mời tới mời lui, nhưng chưa bao giờ mà chúng ta nghe bắt tạm giam đúng không cả nhà? Thì em xin thưa với cả nhà, mời tới mời lui để lấy lời khai trước đã, xong rồi từ từ đủ chứng cứ, đủ bằng chứng thì người ta sẽ xem xét. Nếu mà tội nặng hoặc là tội nhẹ thì rất có thể phạt hành chánh thì thôi hen. Còn mà tội mà nặng á, chẳng hạn như bây giờ ăn cắp vàng với ăn cắp tiền mà trên bao nhiêu triệu đồ đó cả nhà, thì sẽ bị bắt tạm giam là thứ nhất. Rồi thứ hai nữa đó, thì bắt tạm giam rồi thì rất có thể cái khả năng mà đi gỡ lịch nó khá là cao. Cả nhà có đồng tình với em cái chuyện đó không? Nếu mà tạm giam rồi á thì khả năng đi gỡ lịch là cái chuyện đương nhiên thôi. Đó, rồi bây giờ với thêm một những cái bằng chứng thì rất có thể chuyến này cái chị mà trợ lý Kim Si Ho chỉ không về ăn Tết được đâu cả nhà. Nội từ đây cho tới Tết. Và cũng có một số thông tin ở trên các cái hội nhóm người ta chia sẻ đó, là từ đây cho tới Tết, trước Tết nha, là cái chị trợ lý này, chị ấy sẽ không được ăn Tết. Mặc dù chúng ta không biết cái thông tin này nó có chính xác hay không, nhưng cả nhà nên nhớ là hiện tại đã và đang đủ bằng chứng, đủ chứng cứ để mà ghép tội cho cái chị mà trợ lý này. Cái điều đó chúng ta vô cùng mừng. Mừng là ở đây vì sao? Mừng là trả được cái tiếng oan của chị Hồng Loan bao nhiêu lâu nay chị ấy phải gánh. Thứ hai là chúng ta sẽ lấy lại những cái gì thuộc về chị Hồng Loan, chẳng hạn như cái huy chương mà Trần Hữu Trang nè của cậu Năm, và những cái số tiền, những cái số vàng mà trong thời gian qua nó đã bị thất lạc, nó đã không cánh mà nó bay. Vậy thì ai là người lấy? Thì cả nhà cũng đã biết rồi đó. Bảo đảm luôn, đồng ý là cái ngày hôm bữa mà cái cô soạn giả cổ có để lộ một cái thông tin, lộ trong cái đoạn ghi âm á, là em của cậu Linh, em của cậu Năm là cái người lấy. Nhưng em hỏi cả nhà, bây giờ em cậu Năm là người lấy, làm sao biết mật khẩu két sắt mà lấy, đúng không cả nhà?
thì người biết mật khẩu ngoài cậu Năm Vũ Linh là còn ai nữa? Thì cái chị trợ lý với ai? Như vậy có phải là đồng bọn với nhau không? Có phải là giúp sức cho cái cô Sít này không? Thì người nào mà liên quan thì cơ quan chức năng người ta sẽ mời làm việc. Rõ ràng cái chuyện này là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà em nghe nói là trước Tết nha cả nhà, rất có thể chỉ chừng nhiều khi nay mai hoặc mốt hoặc tuần nữa hoặc có khi tháng nữa là chuyện này rất có thể chị ấy ăn cái Tết ở trong T30 chẳng hạn, hoặc là Chí Hòa hay là Châu Bình, rất có thể là Bến Giá, Trà Vinh cũng chừng đó. Cái đó là cái thông tin cũng khá là vui để cho chúng ta cập nhật những cái thông tin mới. Rồi thêm một cái thông tin như vậy. Chúng ta có bao giờ mà thắc mắc là tại sao chỉ nghe nói là chẳng hạn như thầy đờn guitar bị mời, rồi chị bánh tét bị mời, rồi cô trợ lý bị mời, rồi chị nhà báo 20K bị mời, mà sao không ai dám làm gì mẹ con của cô Sáu? Cả nhà có thắc mắc cái điều đó với em không? Vẫn thấy mẹ con của cô Sáu ung dung tự tại, sống vui vẻ từng ngày. Có ai thắc mắc giống em không? Nếu như có ai thắc mắc giống em, chúng ta cứ bình luận phía dưới cho em biết nha. Thì em xin thưa với cả nhà, cái gì cũng vậy, nhử con tép mới bắt con tôm đó cả nhà. Bây giờ làm việc với những cái người mà lính lát, và làm việc với những cái vệ tinh xung quanh cái vũ trụ đó, rồi xong bắt đầu mình mới vô tới hang cọp đó. Thì cả nhà cũng biết rồi, bây giờ chỉ cần làm việc với những cái người mà dạng như tay sai thôi là nó sẽ lòi ra cái người đứng đầu, đúng không cả nhà? Bây giờ mình lấy ví dụ làm việc với cái chị trợ lý đi, thì ít nhiều gì, trời ơi, em nói cả nhà nghe vậy, lên cơ quan chức năng á, lên gặp mấy anh áo xanh á, nếu như mà mình không có cái chuyện gì mà mình không sợ á, thì thôi không sao ha. Còn mình mà có cái tật giật với mình á, em nói cả nhà, nói tới nói lui hồi lòi ra tùm lum mà, em nói thiệt. Tại vì bản thân mình đã có, mình mới sợ, mình mới lòi ra cái đuôi. Thì lòi ra cái đuôi thì cả nhà cũng đã biết rồi đó. Mấy anh áo xanh mà, anh hỏi cung mà, thì đâu phải là dạng dừa. Trời ơi, anh hỏi một cái là ngồi ta nói nó lòi ra hết trơn hết trội à. Thì nó sẽ lòi ra cái người mà cầm đầu cho cả nhà xem, đúng không? Thì đó cũng là cái lý do mà tại sao không mời cái con cá mập mà đi mời những cái con cá con là như vậy đó. Từ từ mới hốt được con cá mập cả nhà ơi, là vậy. Rồi cái thông tin thứ ba cuối cùng á, em muốn chia sẻ với cả nhà. Cái mà tại sao mà chúng ta thấy á, chị HB chị đăng ở trên cái dòng trạng thái của chị ở trên trang cá nhân là chị nói chị buồn, chị nảy nọ cái lọ cái chai, chị kiểu như là bây giờ chán nản, chị không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai. Mà tại sao chỉ mới ngày hôm qua hôm kia gì thôi, chị ấy lại đi ăn nhậu, đi ăn chơi, đi nhảy nhót, đi nhảy múa. Không tin cả nhà cứ lên mấy cái hội nhóm cả nhà xem đi. Trời ơi ha, chỉ cầm điện thoại như nè, chỉ quay, chỉ nhảy lưng tưng, nhảy nhạc Giáng sinh đồ, ăn nhậu tao nói bàn tiệc đồ rượu chè, ôi tao nói lung tung beng. Vậy thì buồn ở chỗ nào? Hối hận ở chỗ nào? Không tiếp xúc với người ta ở chỗ nào? Thật ra để em giải thích cho cả nhà nha, thật ra chị ấy đang dùng một cái tuyệt chiêu thương hại đó cả nhà. Chúng ta nhìn kỹ này đi, bây giờ còn cái gì nữa? Bây giờ là chỉ chờ tới cái thời điểm nhất định là để hốt trọn gói cái tập đoàn này rồi, hốt trọn gói trọn ổ cái tập đoàn này. Tại sao không hốt ngay bây giờ mà phải đợi cho nó chín mùi mới hốt? Thì xin thưa với cả nhà, như em cũng đã nói, pháp luật mà, người ta làm việc là phải có giấy trắng mực đen, phải có chừng có mực,
phải có chứng cứ người ta mới làm việc. Đó, thì cả nhà cứ gán chờ đi, sớm hay muộn thôi. Còn mình quay lại với mẹ con của cô Sáu đó, chúng ta thấy rõ ràng họ đang diễn tuồng. Họ nói một đường mà họ làm một nẻo. Nếu như mà buồn phiền đâu này kia thì tại sao không ở nhà? Mà buồn, em nói thật với cả nhà, nếu như buồn thì ít có ai mà đăng lên trang cá nhân để chia sẻ này kia để cho người ta thấy lắm. Em nói thật, chẳng hạn như em nói cả nhà nghe, cái người mà muốn làm cái gì đó thì không bao giờ mà người ta đi đăng lên trên mạng, tôi chuẩn bị tôi làm cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai. Không có. Người ta sẽ âm thầm lặng lẽ người ta làm. Làm nhiều hơn nói. Còn cái này chị HB nói nhiều hơn làm. Cái chuyện kêu sao kê kìa, không sao kê. Còn cái chuyện kêu, cái chuyện không làm thì đi sao kê. Chẳng hạn như cái chuyện bún, mấy cái tô bún bò đó, đâu có ai mượn mấy cái chuyện đó. Sao kê tiền phóng điếu kìa, chứ không phải là sao kê cái tiền mà mấy cái ai cho bún bò. Đúng không cả nhà? Sao kê tiền phóng điếu đó, để mình minh quan sao kê đi. Sao kê ra là mình sẽ được minh quan và mình sẽ được giải quan thôi. Sao không dám sao kê? Làm sao mà dám? Tại vì cũng có ăn uống ở trong đó rồi, thì làm sao mà dám sao kê cả nhà? Đúng chưa? Tại vì con người mình không trong sạch, mình không minh bạch, cho nên vì vậy mình mới không dám sao kê. Tại vì sợ sao kê ra thì nó không lòi cái này, nó cũng lòi cái kia ra thôi. Cho nên vì vậy mới thấy là chị HB chứ không dám sao kê lại vậy. Rồi trong cái buổi tiệc của cái chị HB, chúng ta không hề thấy xuất hiện, không hề thấy cái sự xuất hiện của cái anh Long Dallas. Không biết đây anh Long Dallas có phải thật sự là chồng của chị HB hay không, nhưng mà trước mắt chúng ta thấy hai cái người này, không biết họ có đang diễn tuồng hay là họ kiểu như làm cho có vậy thôi. Chúng ta thấy rõ ràng không? Ăn chơi như vậy, nhậu nhẹt bạn bè như vậy, thì tại sao không có sự xuất hiện của chồng mình mà mình lại đi ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè? Sao không rủ chồng mình đi theo? Cái đó có phải là hai vợ chồng đang xảy ra cái vấn đề gì không? Hay là họ đang diễn tuồng cho chúng ta coi? Theo cảm nghĩ và cảm giác của em á, em thấy cái anh Long Dallas này nè, ở đợi là nhiều hơn làm chồng á cả nhà. Làm chồng mà không có một tiếng nói gì ở trong cái gia đình của bên phía cô Sít á, vợ nó kêu làm gì làm đó. Bởi vậy nhiều khi mình thấy vậy á, mình cảm thấy như là mình xấu hổ giùm cho cái cánh mày râu, cánh đàn ông mình. Em nói vậy đúng không mấy ông? Mình làm chồng mà để cho vợ mình nó nắm tay người này người kia, nó chụp hình với người này người kia, mà chụp hình với một cái khuôn mặt đầy mời gọi và đi Pháp một mình, thì mấy ông nghĩ đi, làm chồng vậy có đáng hay không? Đúng chưa? Rồi làm chồng không có một tiếng nói gì trong cái gia đình thì làm chồng làm gì nữa? Bởi vậy chúng ta mới nhìn thấy, thật sự theo cái cảm giác của em thì mình không biết sao, nhưng rất có khả năng là cái anh Long Dallas và cái chị Dê Sầu này, hai người này đang có một cái gì đó khá là nghiêm trọng đó cả nhà, chứ không phải chơi đâu. Thì cái chuyện đó từ từ mình đi sâu vô ha. Rồi thôi, cái video này nó cũng đã khá dài, thì ngày hôm nay em chỉ muốn chia sẻ đến tới đây với cả nhà thôi. Cũng dài rồi, không làm mất thời gian của cả nhà. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà, cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã xem cái video này tới đây với em. Em xin chúc cho tất cả cô chú anh chị được cái mùa Giáng sinh và một ngày Tết Tây thật là vui vẻ, nằm nồng ấm bên người thân và gia đình. Rồi thôi, xin phép cả nhà, chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở những video